Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định ngày 18 tháng 9 áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão. Ông Hưởng cho biết vị trí hình thành của áp thấp nhiệt đới này tương đối giống vị trí hình thành của bão số 3 Yagi. Tuy nhiên, điều kiện khí hậu để hình thành bão hiện nay không được thuận lợi như bão số 3. Do đó, khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới này không mạnh ngay thành bão mà phải mất 1 đến 2 ngày để hoàn thành cấu trúc phát triển thành bão. Bên cạnh đó, áp thấp nhiệt đới này khi vào Biển Đông còn gặp yếu tố bất lợi là khối không khí lạnh từ phía Bắc xuống dự kiến ảnh hưởng nước ta sau ngày 19 tháng 9. Với nhiều yếu tố cùng lúc chi phối như vậy, đường đi của bão số 4 sẽ rất phức tạp. Dự báo khoảng ngày 18 tháng 9, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh thành bão số 4. Có hai kịch bản di chuyển của bão số 4, đó là đi vào Trung Trung Bộ hoặc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ông Hưởng nhận định, các mô hình của Việt Nam và quốc tế đều nhận định bão số 4 không thể mạnh như bão số 3.